Hello tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm cà phê bột biển. Mình không có cà phê kiểu Việt Nam nên mình dùng cái kêu mình mua cái loại cà phê kêu bằng cà phê đá đen. Nó làm thường thường nó để là 3-1 á, mày không thấy 3-1, mình để chỉ trước 1 thôi. Tại cà phê này cà phê đen phải không? Mà cái làm cà phê đá đen, mình dùng cái bọc mình mua cà phê đá đen này về mình bỏ vô đây, mình sẽ làm cà phê bột biển. Cố gắng theo dõi nha. Nếu thích cho mình nút like and subscribe. Thank you. Just follow us. Cà phê bột biển không có gì khó, mình có mấy cái đồ cần gia dụng thấy là cần làm á, thì thường thường ta làm ta phải dùng cái kia người ta đánh, còn cái này mình không có đánh, mình lấy cái máy mình đánh nó nhanh hơn. Với một cái tô, cái này là mình để mix cà phê với gia vị vô đây, rồi mình đổ vô đây mình sẽ đánh lên cà phê bột biển. Mới đúng một đường chứ lấy lọ muối nghe thôi mặn luôn. Cà phê bột biển nó thành bột biển thiệt luôn á. Cà phê nước biển vô cái bột biển. Cà phê bột biển mà uống thành cà phê nước biển mặn chát. Bỏ gì vô, nước vô với đường với cà phê à? Dạ, cà phê, nước, đường, mỗi cái một muỗng. Lấy cái máy đánh lên. Đánh như nào cho nó thành giống như lên là bọt. Lên bọt luôn. Giống như làm bánh bông lan vậy, đánh ba phần trắng từ nào nó lên giống như smoothie luôn vậy. Cái này là cái mùi nặng người ta bắt được không? Dạ, yeah, mùi nó nặng đấy. Đánh như nào mà cái mình nó gì nè? Nó sạch sạch luôn. Giống như frosting vậy. Đó. Giờ mình sẽ lấy sữa nước đá hả? Cái này là nước nóng nha các bạn, là nước nóng nha. Còn cái đường. Cứ nước muỗng nước nóng, muỗng đường, một cà phê. Dùng cái máy đánh lên, đánh lên tấm nó sạch sạch như vậy nè. Đó. Cái mình lấy một ly nước đá, các anh bỏ sữa vô, sữa là sữa tươi nha, chứ không phải là sữa kia nha, sữa tươi á. Sữa tươi cái mình đổ vô cái ly. Đánh ly xong cái mình lấy cái cà phê nữa mình đánh, cái mình chế nó lên trên. Thì nó ra thành hai màu. Y hệt như Starbucks vậy mà nó ngon hơn Starbucks luôn á. Mình sẽ bỏ cái này lên trên gì nè. Đó. Là cái đó nó cái bọt biển nó thành cái nó tan ra, cái nó thành cà phê nó đậm vô, cái mùi rất là thơm.
đánh cho sệt sệt nha, đánh không sệt sệt bỏ vô thành cà phê rong biển trong vòng bột biển. Cái này là cái sệt sệt là bột biển, còn không sệt là rong biển. Rong biển mà đừng nói đừng bỏ đường vô, bỏ muối vô mặn chát. Đó. Thấy hấp dẫn không? Chưa tới 5 phút nên là có 1 ly cà phê uống rồi đó chưa? Đó thì theo mình trang trí cho nó đẹp thôi, chứ mà đâu là những chất lượng là cà phê. Đó, phê bột biển. Này mình đừng tưởng tượng quá nha, tưởng tượng quá nó giống cái kia không? Thấy không, cái phê bột biển chưa? Hấp dẫn không? Đó. Uống thử miếng ngon rồi, thấy thích cho mình nút like nha. Thank you, subscribe cho mình luôn. Thank you.